Xin chào mừng toàn thể các bạn nha. Hôm nay các bạn ơi, hôm nay cùng coi xe đồ chơi của mình nhé các bạn ơi. Hôm nay cô Bảo các bạn có rất là nhiều xe đồ chơi luôn các bạn nè, và đầy đủ màu sắc luôn các bạn ơi. Và hôm nay cùng khám phá với mình nha. Hôm nay là xe này, xe của cô Bảo nha các bạn ơi. Cô Bảo chào các bạn đi. Đây là cô Bảo nha các bạn nha. Và đây có rất là nhiều xe luôn, và cô Bảo sẽ giới thiệu đến toàn thể các bạn. Đây, bây giờ Bảo lấy những chiếc xe ra, Bảo cho các bạn xem nào. Đây, Bảo biết chiếc xe này là xe gì không? Đây là chiếc xe cần cẩu ông nội ơi. Đây là chiếc xe cần cẩu xúc cát nha. Và chiếc xe này màu gì đấy ta? Màu đỏ. Đúng rồi, xúc cát nó sẽ xúc sao Bảo? Bảo xúc cát cho các bạn xem coi. Đây, đó, xúc cát vậy nha các bạn. Rồi, Bảo cầm xe lên, Bảo xoay cho các bạn xem nào. Xoay một vòng nào. Đây, từ từ thôi, xoay từ thôi. Đây, đây là chiếc xe cần cẩu xúc cát nha các bạn. Một chiếc xe. Wow, cực kỳ đẹp luôn chứ các bạn ơi. Rồi tiếp tục tới chiếc thứ hai đi các bạn. Rồi để coi Bảo sẽ chọn chiếc xe nào đây. Trong này có thể. Ôi, Bảo lại chọn chiếc xe màu đỏ này nữa chứ. Bảo biết xe này là xe gì không? Đây là xe siêu nhân điện quang nha các bạn ơi. Và xe này màu gì nữa ta? Màu đỏ. Có mấy cái bánh nào? Ở đây có mấy cái bánh? Hả? Có mấy cái bánh? 1, 2, 3, 4. Rồi, đúng rồi, 4 cái bánh xe nha. Xe này cực kỳ là to luôn các bạn. Rồi, Bảo xoay cái bánh xe coi thử nó hoạt động tốt không Bảo? Wow, hoạt động cực kỳ là tốt luôn nha các bạn ơi. Đây, một chiếc xe cần cẩu xúc cát nha các bạn. Rồi, bẻ cần lên. Đây, xoay qua đây đã nè các bạn. Xoay qua đây. Dạ. Đây, đây là chiếc xe cần cẩu xúc cát màu đỏ nha các bạn. In. Rồi, tiếp tục chơi chiếc nào nữa nè. Rồi, con chiếc xe đó, bà biết xe này xe gì không? Xe khủng long. Đúng rồi, đây là chiếc xe cần cẩu khủng long các bạn. Chiếc này cực kỳ to luôn bạn ơi. Chiếc này có 3 sừng luôn bạn, khủng long là khủng long 3 sừng nè. Bà biết chơi chiếc xe này không? Đây, Bảo bật cái cần này nè. Đấy. Đây nha các bạn ơi, một chiếc xe khủng long nào. Wow. Đây, cái cần đây là cái cần các bạn. Đây, bẻ cần này vô. Ui, rớt rồi. Trời ơi, đây, mình sẽ sửa lại nha các bạn. Đây, gắn vô nè các bạn ơi. Nè, bật ra nè, bật vô nè, bật lên. Wow, cực kỳ là xịn sò luôn bạn. Một chiếc các bạn ơi. Rồi, Bảo tới cái súng nha. Rồi, Bảo dơ lên cho các bạn xem nè. Đây là cây súng nha các bạn. Rồi, chỗ này Bảo thích chiếc xe nào trong này nữa nè. Ui, con này đẹp đấy các bạn ơi. Ui, con này đẹp đấy các bạn. Gạp. À, Bảo bỏ răng vô các bạn, bảo cắn Bảo không? Ơi. Dạ, đụng mạnh lên. Bảo đụng mạnh lên các bạn ơi. Cắn tay rồi. Đây nè các bạn ơi, một con cá sấu. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đây, xe này các bạn. Bảo ơi, xe này là nó đi chung với chiếc xe màu xanh các bạn. Đó, rồi, Bảo vào đây xuống đây. Đây, container chở xe cần cẩu nha các bạn. In. Wow, mình coi thử xe này có bánh chướng chạy nha các bạn. In. Đúng. Wow, xe này có bánh chướng chạy luôn các bạn nha. Một chiếc xe container đang chở một chiếc xe cần cẩu xúc cát nha các bạn ơi. Đây, cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Đây. Rồi, bây giờ có thêm máy nào nữa đây. Rồi, Bảo chọn xe này xe gì đây? Đây, chiếc xe là chiếc xe máy xúc cát nha các bạn. Xe này màu gì Bảo? Màu cam. Màu gì? Xe nó màu vàng mà. Màu vàng nó màu cam nè. Màu vàng, chiếc này màu vàng, này là màu vàng. Này màu vàng, không phải màu cam. Đây là màu vàng đậm. Xe này có mấy cái bánh Bảo? Đúng rồi, 4 bánh. Bảo dưa lên, Bảo xoay một vòng cho các bạn xem nào. Đây, một chiếc xe máy xúc cát màu vàng. Rồi, bây giờ Bảo để cái gì lên? Cái gì? Đây, bây giờ Bảo bỏ chiếc xe này lên, Bảo xúc đi. Nè. Dạ, kéo lên. Đẩy lên. Dạ. Kéo lên. Dạ. Đây. Wow, ngã rồi. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, tới nhiều xe nữa nha các bạn. Đây. Con nhảy chưa? Để
Đây rồi, xe này xe gì bảo? Hả? Ừ. Xe máy xúc với xe cẩu xúc cát. Đây, một chiếc máy xúc và một chiếc xe cẩu xúc cát. Màu này là màu gì ta? Màu xanh lá. Đúng rồi, màu này màu xanh lá nha các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn nha. Đây, xe này có rất là nhiều màu sắc luôn nha các bạn. Một chiếc xe đó nè. Rồi, chỗ này bảo thích chiếc nào nữa nào? Đố bảo chiếc này là chiếc xe gì? Đổ bê tông. Đúng rồi, đây là chiếc xe đổ bê tông nha các bạn. Xoay, xoay. Đây, muốn đây các bạn, đây là chiếc xe đổ bê tông màu màu trắng các bạn nha, màu trắng màu xanh nè. In. Đây. Wow, đây chiếc xe này xe gì? Đúng rồi, đây là cậu xe máy xúc nha, mà con này con gì đó bảo? Khủng long. Chiến với khủng long luôn. Dạ, bảo lấy bảo lựa xe khác đi. Đây, bảo lấy con gì bảo sẽ chiến khủng long rồi đây. Khủng long con nó to quá, lấy con nào bảo cầm được á. Dưới đây nè, đây. Dạ. Dạ. Đây, khủng long này sẽ khiêu chiến với bảo. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Đây, ơi. Đố bảo xe bảo đang cầm là xe gì? Xe này là xe đục bê tông. Nè, nó đục vậy nè bảo nè. Đây cho bảo coi đục bê tông các bạn. Nè đó, đó. Xe đục bê tông nha. Còn đây là chiếc xe cần cẩu xúc cát nè. Xe này có màu màu ơi, em cho chiếc hiệu cái này. À xe đó xe gì? Xe đục bê tông. Đúng rồi, đi bê tông với xe lu. Xe lu, wow. Đẹp quá. Rồi. Bảo xe là xe gì? Xe cụ gác. Xe ben. Rồi bảo đếm coi thử có mấy chiếc xe nào. Một. Mà đếm này có bao nhiêu chiếc xe trong này? Một, hai, ba, bốn. Đếm đi. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, bốn, mười lăm, mười lăm, mười sáu, mười bảy. Wow, 17 chiếc xe luôn các bạn ơi. Wow, những chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái gì, mình sẽ đem những cái xe này mình về mình chơi đi nha các bạn ơi. Và nếu các bạn xem thì đừng quên thì nếu đăng ký ngoài cho mình nha. Thôi mình là Bảo đây, xin chào các bạn đi, bye. Wow, những chiếc xe này mà phải đem về thì chơi là hết 7 con bà 7 luôn nha các bạn.